Những cuốn sách mà tập đoàn Cà phê Trung Nguyên gửi đến thư viện tỉnh là những cuốn sách có cái giá trị về mặt nội dung, giúp về phát triển trí tuệ và đặc biệt là đối với những thanh niên có chí hướng lập nghiệp. Thay mặt lãnh đạo thư viện tỉnh cùng toàn thể cán bộ thư viện tỉnh gửi đến lãnh đạo cán bộ và tập nhân viên của tập đoàn Cà phê Trung Nguyên lời chúc sức khỏe và chúc chuyến hành trình của đoàn thành công và an toàn. Sau 9 ngày thì đối với mình nó quá tuyệt vời, nó mang lại cho mình cái cảm giác là thích thú khi được cỡ được chiếc siêu xe mà qua được 9 ngày 9 giai đoạn thật là tuyệt vời. Tất nhiên là nó cũng có vất vả, nhưng mà được có anh em hỗ trợ của đoàn mô tô thì là cũng có một đoàn của mình đi thì mình cũng cảm thấy tự tin mà rất là nhiều. Chuyến đi này thì mình cũng mong rất là tất cả các anh em tài xế là cũng như là của toàn đoàn là thành công tốt đẹp.